Giờ đi tính chỗ này này, gửi xe này. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chơi ở sòng bạc casino ở Mỹ, ở tiểu bang Villa hả? Virginia. Hello mọi người, mẹ con em đi chơi nè mọi người. Các bạn ơi, sau khi mà mình đi đến đây thì đứng ở phía trên rồi quay hình xuống á, là một cái khung cảnh rất là thiên nhiên và hữu tình, các bạn thấy đẹp không? Đây là nguyên một cái đường xe chạy các bạn, họ phân làn đường á đó, vài phút ở bên kia các bạn nhìn xa xa là các bạn sẽ thấy là có khu vui chơi. Mình sẽ zoom lớn lại cho các bạn xem là có một chiếc máy bay nhỏ nhỏ, các bạn thấy không? Đó, cái chiếc máy bay đó là của tổng thống đi các bạn, và ngay chỗ đó là chỗ đậu của chiếc máy bay đó các bạn. Bên đó có khu vui chơi, nhưng mà do trời mưa lạnh quá mình không qua bên đó chơi. Sương mù các bạn thấy không, nó trắng tươi luôn các bạn ạ. Xong rồi bây giờ gia đình mình đã đi đến được cái chỗ đậu xe rồi. Các bạn xem cái parking ở bên này lớn kìa, rất là rộng và nó tới 3-4 tầng lận. Và cái tầng này là tầng thứ tư mình đậu xe. Rồi bắt đầu đi tới cái khu này, cái khu kêu bằng công viên, giống như để người ta chơi tham quan rồi xem cái đài phun nước đó các bạn. Ở phía trước là nó có một cái đài phun nước rất là lớn và có một cái màn hình rất là to để cho mọi người có thể lại đây check in và xem đó các bạn, thấy không? Phun nước đó, đó thằng con trai của em ảnh đang đứng nhìn đó. Các bạn thấy cái khung cảnh rất là đẹp, mà khi các bạn đứng ngay đây các bạn sẽ thấy rất là mát. Các bạn thấy chỗ này đẹp không? Đó, họ làm họ xây cất đẹp không? Ồ, đúng rồi, đúng độ rồi. Yeah. Yeah. Các bạn thấy không? Đông ghê. Mà đẹp nữa. Wow. Mà các bạn coi thác nước nè các bạn. Coi thác nước nè. Wow, nó xịt nước lên nè. Có một cái màn hình rất là to nè mọi người. Đây là cái góc quay, mình đứng ở phía trên mình quay ngược lại các bạn đó. Phía dưới này á, là các bạn nhìn đứng ở đây là các bạn nhìn thấy ngoài biển đó, các bạn thấy không, rất là mát, gió lồng lộng. Các bạn ơi, cái hoa dễ thương quá à, màu tím nè, đẹp á. Hai cho con đi vô đi. Đẹp ghê các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với thiên đường các bạn. Đây tên của thương hiệu đây, MGM. Bây giờ là mình đã đi tới cái khu mà trưng bày các bạn. Đây, đập vào mắt mình là những cái khung cảnh đơn sơ và có một cái hình ở trên đẹp lắm. Các bạn thấy không? Rồi đây là cái tiệm bán quần áo nè mọi người. Đi sâu vào bên trong một chút nữa có nguyên một cái dãy tiệm. Vì khi mình rưỡi đồ phía trong á là mình sẽ đi ngang những cái quầy này. Và họ bán đồ rất là mắc các bạn ơi, mắc lắm. Nguyên một cái khu này nó có một cái sảnh rất là lớn. Và đây là cái quầy cà phê nha mọi người. Tiếp sâu vào trong á, là có những cái quầy thức ăn, nước uống. Và cái gì vậy? Bánh pizza nè, hot dog nè, hamburger nè. Và có Sài Gòn nữa nè, có đồ ăn của Sài Gòn nữa. Rồi đây các bạn đó, rất nhiều quán ăn. Khi đến đây á, thì có cái khung cảnh này các bạn, nó nói chung là nó gần gần như Vincom Plaza ở bên Việt Nam mình vậy các bạn, nhìn rất là đẹp. Và mình đi sâu vào trong thì nó có một cái sảnh, đây là cái sảnh này là sảnh đầu, cái sảnh đầu tiên khi bước vào casino. Nếu như các bạn đi xe mà để cho người ta cất cái xe cho mình á, thì đây là sẽ là cái sảnh đầu tiên chào mời khách đó các bạn. Họ trang trí rất là đẹp và hoành tráng, các bạn xem nè, xem sơ qua nè đó. Và mỗi một lần như vậy á, là nó sẽ thay đổi một cái kiểu, ví dụ như mùa hè họ sẽ trang trí khác và mùa đông sẽ trang trí khác. Sau mỗi mùa thay đổi như vậy thì họ sẽ bắt đầu có trang trí lại và có những cái kêu bằng vật dụng thay thế đó. Đây là cái góc nhìn từ phía bên trên nhìn xuống thì các bạn sẽ thấy được những cái hình ảnh nó rất là đẹp và lung linh đúng không mọi người. Đó, mùa hè thì phải có diều, biển,
rồi cá, đá, rất là thơm mộng. Wow. Mọi người biết đây là gì không? Ở đây là họ làm trang trí á, và ở trên nếu như mình đứng như trên mình nhìn xuống là mình cảm giác giống như mình đang đứng ở trong một cái hố sâu vậy đó. Đó các bạn thấy không? Ở mình đó thì mình đứng vô trong đó mình nhìn mình thấy chóng mặt, cho nên mình không có đứng vô trong. Mình chỉ đứng ở phía ngoài thôi, hoặc là mình đứng chút xíu thôi mình chạy ra. Mình tưởng tượng giống như là nó cái kiến nó sắp vỡ. Ồ con trai của mình nó điện. Nó đứng ở giữa hả? Nó chướng. Chướng của mai buổi. Nó chướng. Nó điện. Nó chướng. Trời ơi. Trời ơi, nó bắt chướng à. Đi hình luôn rồi. Sau khi tham quan xong thì đi ngang đây thấy nó thay đổi một cái cảnh mới, và thấy những cái cô Việt Nam mặc áo dài đang check in check out gì nơi này nè mọi người. Cho nên cũng tranh thủ quay lại quay cho mọi người coi lại cái cảnh đại phun nước thêm một lần nữa. Rồi tạm biệt tất cả mọi người luôn. Và video của hai mẹ con mình đến đây kết thúc. Bye bye mọi người.